Xin chào tất cả anh em nhá. Ok anh em ạ, mình vừa thấy thằng trẻ trâu vào nhà mình không biết nó chơi game gì. Trông lạ hoắc anh em ạ, rất là hay luôn. Bây giờ mình quay cho anh em xem mà nó chơi game gì anh em nhá. Ui, trẻ trâu, sao nhà anh làm gì? Chơi game gì đây, sao lại đến đây ngồi hả? Con chơi này hot lắm. Chơi con này là chơi gì? Tôi đến rồi đi phê này. Đi phê là chơi gì? Hot lắm. Hot á? Thế chơi cái gì? Chơi đặt mấy con này ra đánh mấy con tôi đấy. Đây đến chỗ này. Đấy. Mới thế thôi. Ừ, cái này thì có gì mà hay mà. Mà nhiều người chơi á. Nhiều người là những ai chơi? Kênh nổi tiếng này hay chơi. Gì thôi, không chơi nữa, cất máy đi. Cất máy đi. Dạo này là hôm nay đã thấy thằng Huki đến nhà chưa? Hình như là chưa ra. Chưa? Ừ. Đây ok anh em này. Trẻ trâu gọi là chơi trò gọi là như là The Product hay là cái gì chứ? Trả ra cái gì? Ấy nhá, mình là mình người lớn rồi, mình không mình thèm chơi game anh em ạ. Ấy, lớn rồi không nên chơi game. Đấy, cái gì đây? Nhảy này. Đấy, anh em có biết trò này không? Trò này hình như là thấy trẻ trâu bảo rất là nổi. Nhưng mà thôi, trò này chưa hay đi đâu tí, anh là tải cho mình cái game mới. Không hay đâu. Không hay á? Thế trò này có hay không? Rất hay luôn, đang hot. Hay người chơi đúng. Ồ. Ngoài cổng gái thì. Ui. Ai đây? Từ từ. Ai đây? Ui, ra mở cổng xem nào. Ui, hình như đây là thằng Zenbo và Len hôm qua nó vào nó đánh mấy Huki mà. Mở cổng. Ui. Ai đằng sau đây? Ui. Ui, 404 đi mà. Cho vào Hiên nhanh. Nhanh. Ui. Sao lại ra nông nỗi này? Ui. Sao đây? Zenbo và Len, cứu 404 ở đâu đây? Hả? Ui, ở đâu? Ôi nhưng mà tao cứu được thằng Huki á. Ui, thế bây giờ như nào? Ui, đây xem 404. Ôi, dậy 404 này. 404 làm sao này? Hả? À, bị Huki đánh á. Hả? À, ui, bây giờ tung xem đỡ 404 dậy đi. Đỡ dậy. Ngất rồi á? Muốn tỉnh dậy đi. Ôi, thằng trẻ trâu từ đâu ra đây? Huki đang đến. Huki ở đâu? Ngoài kia kìa. Ngoài kia thật không? Ui. Zenbo và Len này, Huki đến rồi. Nó này, bây giờ ra trận đấu đi. Nhanh nhanh. Hai thằng trẻ trâu đây bảo. Bây giờ là đỡ San vào nhà nhanh. Đỡ đi. San vào nhà. Nhanh nhanh, Huki đến. Đỡ vào nhà đi. Lăng quá. Qua. Nhanh. Ui. Đỡ vào nhà. Đấy ok anh em ơi, tình hình là thằng Huki chuẩn bị nó đến đây nó đòi gọi 404 anh em ạ. Đấy, bây giờ là mình sẽ gọi là phải gọi là đi đóng cửa, bảo trẻ trâu đóng cửa lại. Không nó vào nó sẽ tấn công nhá. Đấy, trẻ trâu ơi, ra đây bảo anh em. Trẻ trâu. Ôi, thế còn một thằng trẻ trâu ở đâu rồi? Hình như chạy về, nó sợ quá chạy về rồi. Chạy về rồi á? Ừ. Thế đóng cổng vào nhanh nhanh. Đóng cổng vào. Ôi, đóng cổng vào. Đi kiếm cho anh một cái cây để tí thằng Huki vào mà gọi là đánh nó. Cây đâu? Đấy. Có biết múa cây không? Thế trẻ trâu ơi, trẻ trâu có biết múa cây không? Cũng biết múa tí. Tao múa thử xem nào. Đấy. Ê, múa cái gì ấy? Wow. Ui. Khét đấy nhỉ. Ui. Múa này là sao đánh theo Huki. Thôi, bây giờ là phải đi nấp đi. Đi vào nhà nấp. Thôi, bây giờ là nấp sau ở cái cửa cái cây cột đi. Nhanh nhanh. Thế anh nấp ở đằng sau xe máy nhá. Tí nó ra là hỗ trợ anh nhớ chưa? Ok. Đấy, ok anh em nhìn thấy thằng trẻ trâu cứ ngồi kia nó nấp chưa? Đấy, ngồi phải nấp kỹ vào nhá. Đấy, còn mình sẽ nấp vào sau mấy cái xe máy này nè. Thì Huki nó vào là mình bảo thằng trẻ trâu cầm cây đập cho nó trận cho nó chạy luôn. Đấy. Ui anh em. Ui anh em ơi. Anh em. Như kia là thằng Huki thì phải. Đấy, ui, đúng nữa. Wow. Mày, hôm nay mày vào đây chết tao. Trẻ trâu ơi. Thằng Huki vào ấy. Chuẩn bị nhá. Ui, nó đang ở cửa. Ui, nhưng nó không mở được cửa này bạn. Ui, nó đang mở cửa vào nhà mình mà.
theo vào đây này. Ui. Chắc là nó vào rồi. Chắc nó vào nó tìm san anh em ạ. Đấy. Nhưng mà ôi. Trẻ trâu ơi, ra ra ra. Ra đi. Hùng Huy, Hùng Huy. Ôi. Ôi. Ôi, trẻ. Ôi, đánh nó đi. Đánh nó đi. Đánh nó đi. Ôi. Ôi. Thằng này đá vào người. Trẻ trâu ơi, trẻ trâu, tấn công nó đi. Ôi, trúng đầu rồi. Yeah. Ui, đánh rồi. Giật mấy cây đánh lại đi. Từ đánh nó đi, đánh nó đi. Đánh nó đi. Ôi, ui. 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 Ôi, mày, mày, chết này, húc ghi này, húc ghi này, húc ghi, húc ghi, húc ghi. Rồi nha, từ, đánh nó đi, đánh rồi. Ôi, ôi, bỏ không bỏ sao này. Ôi, 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 cứu, cứu, cứu. Ôi, 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 sao đang, từ, chết rồi. Ui. San này, sao? Ui. Đi vào nhà đi nhanh nhanh. Nhanh nhanh, San đi vào nhà đi. Ui. Đi. Nhanh nhanh. Hình như thằng trẻ trội bắt rồi thì phải. Ui. Đi đi vào nhà đi. Nhanh nhanh. Đi đi đi. Ui. Toàn rồi anh em ạ. Đấy ok anh em ơi. Được. Đấy ok anh em ạ, tình hình là hôm nay là cứu được San nhưng lại bị gọi là trẻ trâu bắt cóc rồi anh em ạ. Ấy, không biết thằng Zenbowen nãy nó đi gọi là trẻ thù nó húc ghi đâu mà không thấy nó đâu. Ấy, để nó bắt cóc thằng trẻ trâu rất là toang luôn. Ấy, bây giờ San này, bây giờ cách nào không? À, thôi bây giờ đi vào nhà để may cách thôi. Bây giờ nó toang đấy, đi vào nhà đi, không bị sao không? Đau không? Ui, toang quá anh em ạ.